I'm a wagon born for market. There's a car with a muffled light. On a boat, there's a swallow swinging sheeply to the sky. How the wings are laughing, they laugh with all their might. Love and love whole day through, and half summer's night. Donna, 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 Donna. Các bạn, hôm nay mình vừa mới đi chụp test một cái lens cũng tương đối thú vị các bạn. Nó là cái lens Zuiko của Olympus 28 ly. Thì cũng tiện đây thì kể hai câu chuyện, có hai vấn đề mà. Có một vấn đề là định kiến. Định kiến có nghĩa là thực tế thì mình cũng từng có nhiều quay các bạn, nhưng mà cả đời làm nghề của mình hầu như đã không có từng chụp cái quay 28 nào các bạn. Cái giống như là định kiến có nghĩa là những cái mà nó điều khiển trong vô thức. Ví dụ như là mình chụp quay thì mình phải chụp từ quay 20, dưới 20, 20 là con số quay thấp nhất mà mình chụp. Phải tối thiểu phải 20, 24 mình cũng ít chụp nữa. Hoặc là mình chụp từ quay 35. Cái 28 nó lỡ, ngày đó mình có thì mình cũng ít khi nào mà mình chọn một cái quay 28 chụp nữa các bạn. Cho nên, nhưng mà cái quay này thì nó cũng thú vị, vật của Olympic. Thì nó cũng là một cái là minimal. Maybe những cái ống kính zoom từng rất đắt tiền, từng rất danh giá, rồi bị thải loại, để rồi cuối cùng trong cái nhóm lens vintage thì chỉ còn các lens minimal, các cái lens mà normal, wide, đơn giản thì lại được sử dụng cho tới ngày nay, chuyển qua các cái máy số luôn. Thì đó là cái vô thức các bạn. Và một cái nữa là khi mà mình sử dụng một cái ống kính fix như vậy rồi các bạn, nhất là mình chụp cái 28 này, thì có một điều thú vị là mình không có còn lựa chọn. Khi bạn chọn ống fix, bạn không có còn lựa chọn nào khác. Nó cũng giống như cuộc đời vậy các bạn. Có nghĩa là vấn đề của hầu hết những con người hiện đại là có quá nhiều lựa chọn. Bạn muốn làm một cái gì đó, bạn sẽ phải có rất nhiều lựa chọn. Bạn suy nghĩ, bạn cân nhắc, bạn lựa chọn. Cho nên hầu hết người hiện đại sẽ không làm gì được hết. Họ mất quá nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn. Một cái ống kính cũng vậy các bạn. Nếu mà mình chụp ống zoom có lẽ mình đã không chụp nhanh và chụp nhiều như vậy. Nhưng mà lúc mà mình đi test cái ống, cái lens này thì thứ nhất là mình không có lựa chọn, cho nên là mình chỉ còn chọn cái góc độ để chụp, khoảng cách để chụp. Mình không có lựa chọn, mình không có thể zoom được, mình không có thể cân nhắc gì thêm nữa được. Có nghĩa là khi mình đến mỗi một cái cảnh như vậy là mình chỉ có thể chụp mà thôi. Thì mình chụp nhanh mà. Và với một cái quay như vậy thì mình hầu như cũng không còn phải focusing nữa, mình không có lấy nét nữa mà mình đặt nét trước rồi mình cứ bấm chụp. Cảm giác nó cũng thú vị, cảm giác nó cũng thú vị nữa bạn. Thì tất cả những cái lựa chọn sẽ phù hợp cho mình thôi. Những cái cảnh mình chụp rồi mình sẽ cho các bạn coi ảnh mình chụp, kiểm tra những cái góc độ cho những cái ảnh mà mình sẽ thực hiện với cái medium format vì sao các bạn. Sắp tới mình sẽ chụp những cái medium format cho những cái mục đích mà mình đã dự định rồi. Nhưng mà cũng giống như các bạn vậy đó, mình nghĩ thì được nhưng mà mình làm có thể là không được, hoặc mình không có làm nha các bạn. Cũng giống như các bạn vậy đó, các bạn nói thôi qua tuần sau các bạn sẽ quyết định luyện tiếng Anh lại cho nó giỏi, đó là bạn trong lòng bạn thôi thúc vậy bạn. Nhưng mà có nghĩa là cái qua tuần sau đó là 10 năm rồi mà bạn cũng không có tới cái ngày qua tuần sau đó nữa. Thì mình cũng vậy bạn. Bây giờ mình đã từng chụp rất nhanh, mình đã từng đi rất cố gắng, đi rất nhanh,
Nhưng mà bây giờ các bạn, mình sống chậm, bây giờ mình sống chậm, chậm tới cái mức là có khi mấy tuần lễ mình chỉ chụp được cái một tấm hình. Mình cân nhắc rất lâu, hoặc là nhiều cái lý do mà mình bây giờ mình chụp chậm tới cái mức đó mà, chậm lắm luôn. Đang nói là chụp phim nha, mình chụp phim lại thì mình chụp phim chậm lắm. Thì mỗi cái hành động, mỗi cái quyết định của mình cũng giống như bạn chơi phim vậy. Bạn muốn cái gì, nó sẽ dẫn dắt theo các cái hành động kế tiếp của bạn. Cũng giống như mình chụp, bây giờ mình chụp medium format. Mình chọn, chủ yếu là mình chọn Mamiya các bạn. Vì Mamiya gần gũi mình hơn. Mamiya là một cái máy thợ, của thợ. Khác với những cái máy danh giá của giới quý tộc thì Mamiya là một cái máy, không phải là thợ Việt Nam mà thợ khắp thế giới cũng sẽ chuộng Mamiya. Nó cũng sắc nét nha. Rồi có nhiều cái lý do để mà mình chọn một cái Mamiya. Ví dụ như bạn chơi ảnh thì nó cũng có một cái hơi thể hiện bản thân, thì bạn sẽ chọn một cái Mamiya 6 hay là Mamiya 7. Nó thời thượng, nó chụp đẹp, nó tiện dụng, và nếu mà chụp ăn tiền nó cũng sẽ dễ. Còn mình thì mình sẽ chọn Mamiya Press, Mamiya Universal các bạn. Vì đầu tiên là nó rẻ, thứ hai nữa là nó cổ điển. Những cái máy đó là những cái máy sắt thép cổ điển, nó ra đời rất xa xưa rồi, cũng tới bây giờ cũng 70, 80, 90, dài hết một đời mình, nó thành đồ cổ rồi bạn, 100 năm rồi. Nhưng mà chất lượng của nó cũng tốt, nó sẽ cồng kềnh. Nhiều người ví là cái Mamiya Press nó như con khủng long vậy đó. So với Mamiya 6, Mamiya 7 thì thời thượng hơn, các bạn trẻ sẽ thích những cái đó hơn. Và nhiều người sẽ thích vì chất lượng ống kính của Mamiya 6, 7 cũng tốt. Chất lượng của Mamiya Press nó cũng không thua kém nhiều. Nhưng mà đương nhiên là Mamiya Press thì nó xưa nhiều. Thì mình sẽ chọn Mamiya Press. Nếu mình chọn một cái dòng single lens thì có RZ67 hoặc RB67 thì mình chắc sẽ chọn RB67. Và mình cũng có không phải một cái RB67, mình dự trù vài cái vậy. Thì RB67 nó sẽ làm cho mình thích hơn vì nó manual hết các bạn. RZ67 hồi xưa mình cũng có từng sử dụng, nhưng mà rồi cái nó trục trặc về điện rồi mình thôi. Đồ của RZ67 thì mình cũng còn, nhưng sau này thì mình chuyển qua RB67 luôn. Mình thì bởi vì RB67 thì nó manual, nó to hơn, khủng long hơn. RZ67 thì nó tiện hơn, nó đời mới hơn, ống kính nó mới hơn, cho nên nó chụp đẹp hơn. Nhưng mình sẽ chọn RB67. Đó là do cái cách sống chậm của mình dẫn tới chọn cái máy. Rồi máy bên sắt cũng vậy. Cái ảnh này thì mình, rồi mình sẽ cho các bạn coi ảnh chụp test của cái này. Và những cái góc đó là kiểm tra những cái góc độ cho những cái ảnh sẽ chụp bằng medium format. Và những cái ảnh đó là để cho một cuốn sách, như là cuốn sách về kể về chuyện, những chuyện năm xưa ở cái thành phố của mình. Hồi còn trẻ mình cũng từng viết cuốn sách đó rồi bạn. Nhưng mà những cái kiến thức trong đó là những kiến thức vay mượn của những người lớn tuổi. Bây giờ mình viết lại cuốn sách đó qua cái độ lùi hơn nửa thế kỷ, thì những kiến thức đó là những kiến thức của mình. Và đó là câu chuyện đơn giản của ngày hôm nay. Một chút chia sẻ với các bạn, một clip ngắn.